À, và vào một ngày các chị ở đây mà đã nghe câu chuyện Aladdin và cây đèn thần chưa ạ? Ok. Và hôm trước đó là theo cũng đã chia sẻ cho các anh chị những ngày trước rằng là cái bí kíp làm thế nào để mình có thể tận dụng khai phá con người phi thường của mình để mình có thể phát triển và xây dựng trong công việc kinh doanh. Và hôm nay thì theo cũng chia sẻ các anh chị làm thế nào để mình có thể Uh, khai mở con người phi thường bên trong của mình để mình có thể gia tăng được lợi nhuận gấp đôi trong công việc kinh doanh của các anh chị hoặc là trong cuộc sống của các anh chị thì uh, trước đây uh, là bản thân của thêu cũng rất là muốn tăng trưởng về tài chính gia tăng về lợi nhuận thì uh, thêu không biết là bao nhiêu anh chị ở đây mình mình rất là mong muốn gia tăng về lợi nhuận trong kinh doanh ạ à. bao nhiêu chị ở đây mình rất là mong muốn gia tăng lợi nhuận trong kinh doanh ạ à. hoặc là các anh chị đang muốn cải thiện cái tài chính của mình ạ à. Vâng ạ, à, nếu mà như các anh chị muốn gia tăng về tài chính hoặc là cải thiện cái thu nhập của mình mà các anh chị không biết cách sử dụng khai phá con người phi thường bên trong thì nó thật sự là chưa dễ dàng đối với các anh chị. Đúng không ạ? À? Nó thật sự là chưa phải dễ dàng đâu ạ. À? Bởi vì em theo cũng đã đi tìm kiếm con đường cái cách thức từ năm 18 tuổi cho đến năm 25 tuổi để mà mình đi tìm cái con đường để mà mình có thể làm việc tốt hơn, mình gia tăng được cái lợi nhuận tốt hơn. Nhưng các anh chị biết không ạ nhưng bởi vì mình không có hiểu cái không có hiểu cái cách giao tiếp với con người phi thường bên trong và mình cũng không hiểu những quy luật của vũ trụ nên rằng là theo từ năm 18 tuổi cho đến năm 25 tuổi thì uh, theo Thư vẫn giữ nguyên cái mức thu nhập là 5 triệu một tháng Thậm chí rằng là nó chỉ tăng lên một chút xíu thôi Tăng lên 5 triệu rưỡi hoặc là tăng lên <laughs> lên 6 triệu thôi Các anh chị nó không có một cái sự bất phá lớn được thì cho đến khi mà em theo gặp được môi trường câu lạc bộ thì theo mới hiểu một cái điều rằng là có một số anh chị trong môi trường câu lạc bộ của mình ấy ai cũng nói rằng là tôi gia tăng lợi nhuận gấp đôi rồi có người nói rằng là khi mà tôi vào nhóm rèn luyện doanh nhân chậm tôi hóa vàng tôi gia tăng tôi biết lợi nhuận một năm thành lợi nhuận một tháng rồi có người thì nói rằng là tôi gia tăng lợi nhuận từ 20 triệu lên 40 triệu từ 50 triệu lên 100 triệu mình nghe mình thấy nó rất là ngoan ngoan mình nghe mình rất là hoang mang các anh chị bởi vì mình nghĩ rằng là từ năm 18 tuổi đến năm 25 tuổi mình đi làm hoài mình mình gia tăng thu nhập chỉ mong muốn kiếm 10 triệu một tháng thôi mà còn không được nữa mà ở đây nghe xong mà thấy nó nó tuyệt vời thế nó lạ lẫm thế thì theo thấy nó rất là lạ lẫm các anh chị ha anh đây rằng là bởi vì thấy lạ nên là mình nghĩ rằng là chắc là do mình chưa biết mình không biết cái gì đó ở đây nhiều người ở đây họ biết cái gì mà mình không biết các anh chị tại vì vậy nên là theo đã cho phép mình được học tập và rèn luyện thì ngày hôm nay em theo cũng đã gia tăng được cái thu nhập của mình lên gấp trăm lần và nó, nếu mà nói về công việc kinh doanh á, nếu mà nói về xây, xây dựng công việc kinh doanh á, thì cái việc mà đặt cái mục tiêu cho cái công việc của mình nó tăng trưởng lợi nhuận á, thì chưa bao giờ theo cảm thấy rằng là mình sợ hãi hoặc là chưa bao giờ mình cảm thấy là từ bỏ hoặc là không làm được các anh chị ha theo luôn luôn à, có cái biết cái cách để mà mình có thể tăng trưởng cái lợi nhuận trong công việc của mình và chỉ có điều là là mình muốn hay không thôi chị ha có nghĩa là mình muốn làm hay không thôi nghĩa là mình có muốn cái tháng đó mình tăng trưởng lợi nhuận hay không thôi chứ còn cái việc mà mình mình chưa bao giờ từ bỏ hoặc là mình chưa bao giờ là gọi là không đạt được các anh chị nhé mà và em theo cứ làm việc mà cứ tăng trưởng gấp đôi gấp đôi và tăng trưởng lên thì ngày hôm nay cái thu nhập từ công việc á, thì theo chỉ tăng theo dừng lại mức năm nửa, nửa tỷ là nhuận đúng không ạ còn cái thu nhập thụ động á, thì mình có thể tăng lên không giới hạn được các anh chị nhé còn cái thu nhập từ việc làm là từ cái công sức mình làm việc á, thì theo sẽ dừng lại ở đó thôi còn lại cái thu nhập từ thụ động á, thì mình cứ tiếp tục mình xây dựng mình vận dụng sức mạnh tiềm thức để mình tăng trưởng lên chắc chắn là mình phải làm việc các anh chị nhé chắc chắn là mình phải làm việc uh, mình muốn cơ, lợi nhuận mà tăng trưởng hơn thì mình phải làm việc nhiều hơn mình phải uh, phát triển bản thân nhiều hơn chắc chắn là điều đó là có nhưng mà khi mà các anh chị có cái sự hậu thuẫn của con người phi thường bên trong của các anh chị thì nó dễ dàng hơn thì nó thuận lợi hơn và nó có cái cách thức để cho mình làm nó có cái thức để cho mình tăng trưởng Chứ nếu như là theo không biết cái công cụ khai mở con người bên trong của mình ấy, thì mình không biết con đường luôn, mình không biết cái công thức luôn, mình không mình mình không 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 biết cách làm luôn á các anh chị nhé. Còn nếu như một khi mình đã biết cách làm rồi thì mình cứ làm thôi. Các anh chị công nhận không? Ừ, cái sợ ở đây là sợ mình không biết cách làm. Chứ còn một khi mà mình đã biết cái cách rồi thì mình cứ làm tới thôi các anh chị nhé. <laughs> Đúng không ạ? À? Làm qua nó cũng tới. Ví dụ như là người ta xây dựng đi người ta có mục tiêu là tôi xây dựng công việc kinh doanh tạo ra thu nhập thụ động là vài triệu đô một tháng thì bây giờ mình cũng mình cũng đặt cái mục tiêu đó ví dụ như đối với người ta người ta làm 10 năm người ta xây dựng trong vòng 10 năm nó đạt được mục tiêu đấy nhưng mà đối với mình thì sao mình đi từ từ nó cũng tới mình người ta 10 năm thì mình đi 10 năm 15 năm còn không được thì mình đi 20 năm thì từ từ mình cũng tới được cái đích đấy nói chung là chỉ sợ là không có con đường thôi nhưng khi các anh chị biết cách khai phá con người phi thường bên trong thì cái tiềm thức bên trong của các anh chị nó sẽ đưa đường dẫn lối chỉ bảo cho mình cần phải làm gì. Tôi phải làm gì? Tôi phải thay đổi cái gì để đạt được cái mục tiêu đấy? Các anh chị hiểu không đấy Bây giờ là các anh chị muốn gia tăng lợi nhuận trong kinh doanh nè, tôi muốn là à tôi muốn là lợi nhuận của tôi là trước giờ tôi làm nó cứ đều đều 50 triệu hoài. Bây giờ tôi muốn làm sao mà có cái chiến lược gì, có cái chiến thuật gì hay là cái cách thức gì để mà mình có thể tạo ra 100 triệu lợi nhuận một tháng gấp đôi lên như vậy, vậy nè. Thì bây giờ các anh chị không biết, đâu có biết cách đâu thì nếu mà các anh chị giao việc cho con người phi thường bên trong của các anh chị, giao việc cho tiềm thức của các anh chị, nó sẽ chỉ bảo đưa đường chỉ lối Chỉ bảo cho các anh chị là à bây giờ là nếu mà chị muốn gia tăng lợi nhuận thì chị phải thay đổi cái này đi. Chị phải thay đổi cái tính cách này đi chị phải cải thiện cái thói quen này đi, chị phải học cái này đi, chị phải giỏi kiến thức này đi, phải trang bị cái này đi, phải làm cái này đi, à, phải gặp cái người này đi, phải học cái, cái công thức từ cái ông đó đi, ví dụ như vậy, có nghĩa là mình sẽ biết là mình phải làm cái gì, nó sẽ chỉ dẫn cho các anh chị là biết mình cần phải làm cái gì, thì sau đó là gì ạ? À? Sau đó mình làm thôi, ok không? Ừ, ok không ạ? À? Đấy thì nó có một cái vấn đề nằm ở đây nên là gì ạ? À? thường là các anh chị ở đây á, là mình không có hiểu cách vận dụng của tiềm thức các anh chị cứ nghĩ rằng là tôi có con người phi thường bên trong tôi có sức mạnh tiềm thức rồi tôi chỉ cần á tại vì bước một của nó là gì các anh chị biết không ạ bước mẫu khi sử dụng sức mạnh tiềm thức là yêu cầu là mình ra quyết định và bước số 2 là mình phải hình dung tưởng tượng đến kết quả mình mong muốn đúng không ạ à? Đấy. và bước số 3 đó chính là mình phải làm việc mình phải hành động đúng không ạ à? Thì thường là bước số 3 các anh chị không có làm các anh chị chỉ làm bước một là mình ra quyết định rồi bước hai là mình ngồi về nhà mình hình dung tưởng tượng mình hình dung mình có 100 triệu lợi nhuận mình hình dung mình có 50 triệu lợi nhuận mình sướng như thế nào mình vui như thế nào để nhưng mà nó phải có cái bước ba cái bước ba là gì cái bước ba là bây giờ là mình sau khi mình hình dung xong á thì tiềm thức các anh chị nó sẽ mất bảo các anh chị cần phải làm gì các anh chị phải làm theo Ví dụ như nó mất bảo các anh chị là à bây giờ từ 50 triệu mà muốn lên 100 triệu lợi nhuận thì sao thì phải phải tăng tư duy lên. Nè, muốn tăng tiền bạc thì phải tăng tư duy phải thật tăng kiến thức lên. À, em ví dụ, ví dụ như các anh chị muốn gia tăng dòng tiền, các anh chị loay hoay, các anh chị không biết làm gì hết. Thế là các anh chị mới gặp được môi trường câu lạc bộ, các anh chị nghe nói rằng là gì à? À, trên cuộc đời này có quy luật cân bằng, muốn tăng trưởng dòng tiền thì à, số tiền mình nhận được sẽ bằng tư duy gốc rễ mình nhân với cái giá trị mình trao đi. Đấy, đó là 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 tiềm thức nó dẫn các anh chị đó cái con người bên trong của các anh chị nó dẫn các anh chị nó dẫn các anh chị tới đây để cho anh chị học được một cái tư duy là gì muốn tăng trưởng tiền bạc là mình phải tăng trưởng tư duy kiến thức mình phải tăng trưởng giá trị mình trao đi hãy tìm cách nào đó hãy giúp đỡ người khác phải làm sao để mà mình phải giúp đỡ được mang được giá trị cho người khác để mình đổi lấy tiền về không ạ nhưng mà bây giờ các anh chị không chịu làm <laughs> học được rồi đó thức nó chỉ cho rồi đó chỉ cho gặp người thành công luôn rồi chỉ luôn rồi nhưng bây giờ không làm các anh chị nói rằng là thôi lùi lắm thôi sợ lắm thôi khó lắm không làm đâu ok mà các anh chị hiểu không chỉ cho rồi đó nhưng mà mình không có làm thì nó đâu có ra nó không có ra được cái kết quả đâu ạ à. Đấy. hoặc là có một số anh chị có một số anh chị mình sẽ hay bị mắc phải ví dụ như mình đặt cái mục tiêu là tôi cần phải gia tăng lợi nhuận gấp gấp 5 lần tôi muốn gia tăng lợi nhuận lên gấp 5 lần thì các anh chị ở đây mình không hiểu mình gặp những cái người khi mà anh chị tập trung vào gia tăng tiền bạc á thì tiềm thức của khi các anh chị hình dung á thì tiềm thức nó sẽ dẫn cho các anh chị gặp một số người một số người một số người không tốt đúng không ạ gặp những cái người không tốt cũng đấy đến cuộc đời của các anh chị ví dụ như là nó sẽ chỉ cho các anh chị rằng là đầu tư lời lãi đi Ờ, chỉ cần quăng cái tiền đó vô trong uh, đầu tư với nhiêu tiền vô là sẽ có cái lãi à mười phần trăm hai phần trăm năm phần trăm đó đấy thì các anh chị mới gì mấy anh chị thấy sung sướng quá ư ừ, mình đang muốn tăng trưởng lợi nhuận ai dè có cái người này tới giúp mình quý nhân phù trợ ok mình sẽ quăng tiền vô và mình ngồi mình chờ mình có lãi ư ừ, vậy là vui rồi à, là mình sắp giàu có rồi mình sắp thành công rồi mình uh, sắp uh, gọi là uh, dư giả tiền bạc rồi mình sắp có tiền để làm những điều mình muốn rồi, các anh chị nhớ không? Bao nhiêu số anh chị đây mình đã từng như thế ạ. À? Có không có không ạ? À? Đấy, thì thì sao ạ? À? Nó sẽ có cái trường hợp như thế nhé. Có cái trường hợp là khi các anh chị ra quyết định và các anh chị yêu cầu cái số tiền mình mong muốn, được không ạ? À? Thì tiềm thức của các anh chị, một khi các chị đã nghĩ tới tiền, các anh chị đã tập trung tới tiền, Tăng trưởng tiền bạc thì nó sẽ thu hút những cái con người đó tới. Con người đó tới cho các anh chị nhé. Con người đó tới cho các anh chị để gì ạ? để các anh chị phải tốt nghiệp một bài học thì nó làm cho các anh chị mất tiền đi mất hết cái tiền đi để anh chị tốt nghiệp một bài học đó chính là gì ạ số tiền mình nhận được nó sẽ bằng tư dốc rễ mình nhân với giá trị mình trao đi khi nào anh chị tốt nghiệp được cái bài học đó thì thôi nhưng mà nó không biết dẫn các anh chị đi tới đâu nó không nó không nhiều khi nó không dẫn các anh chị là thẳng tới môi trường câu lạc bộ luôn mà nó dẫn các anh chị phải gặp được cái người đó gặp được cái người đó để cho các anh chị bị dụ hết tiền đi để cho anh chị sáng mắt ra rằng là gì à trên cuộc đời này á mình không thể nào mà ngồi đó hy vọng rằng là bỏ tiền ra là sẽ có tiền mà mình phải hy mình phải phải hiểu một cái điều rồi nhẹ số tiền mình nhận được nó sẽ bằng tư duy gốc rễ nhân với giá trị mình trao đi đây là cái số tiền đây là cái đồng tiền mà nó ăn chắc mặt bền nhất cái đồng tiền mà nó đúng từ cái giá trị nội tại của mình trước mình muốn tăng trưởng tiền bạc mình phải tăng trưởng trí tuệ mình muốn tăng trưởng tiền bạc á mình phải mang giá trị cho người khác thì có một số anh chị đến đây khi các anh chị được học với theo khi các anh chị được rèn luyện với môi trường câu lạc bộ thì môi trường câu lạc bộ mới hướng dẫn cho các anh chị rằng là vậy để mà mình tăng trưởng tiền bạc thì chị phải tăng trưởng tư duy Thế thì mấy anh chị trưởng nhóm á, mới bắt đầu gửi video cho các anh chị ghi chép. Gửi những cái video của những nhà triệu phú cho các anh chị ghi chép. Rèn cho các anh chị ghi chép từng bài từng bài như thế. Bởi vì chỉ mong muốn rằng là các anh chị nhanh chóng thay đổi cái hệ thống niềm tin của mình, nhanh chóng thay đổi cái tư duy gốc rễ của các anh chị. Nhưng mà sao? Nhưng mà sao ạ? À? Nhưng mà các anh chị nói rằng là cái cách làm này khó lắm. Cái cách làm này mất thời gian lắm. Tôi á tôi thấy một số người ở bên kia kêu tôi qua đó làm đâu có cần phải biểu tôi tôi đâu có cần đâu có cần phải học gì đâu đâu có phần phải ghi chép gì đâu bên đó làm dễ lắm bên đó làm dễ có tiền lắm chứ gì đâu qua môi trường đây cứ bắt học từng chữ bắt ghi từng chữ tôi đi chỗ khác tôi đi qua bên môi trường kia nghe nói là không có cần ghi bài gì hết trơn không có cần phải chép bài gì hết trơn á, không có cần phải mất thời gian chép bài ghi bài cũng có tiền, cũng làm tốt lắm. Đâu có giống như môi trường ở đây. Được không ạ? Thì bao nhiêu anh chị ở đây mình đang bị uh, có những cái lời kêu gọi như vậy. Thì thưa vừa nói cho các anh chị hiểu rằng là không bao giờ. Không bao giờ các anh chị có được số tiền mày vẫn anh chị muốn trở thành một cái người giàu trúng số. Hay là mình muốn trở, mình muốn trở thành người nghèo trúng số, hay là mình muốn trở thành người giàu có bền vững ạ? À? Nếu muốn trở thành người giàu có bền vững thì hãy trang bị tư duy cho mình. Và không có cái cách nào giúp cho các anh chị thay đổi cái hệ thống niềm tin trong đầu của các anh chị. Các anh chị không thể nào mình mang tư tưởng của người thất bại, mình mang tư tưởng của người túng thiếu mà mình hy vọng là mình gây ra tài sản triệu đô, cái chuyện đó là cái chuyện nó không bao giờ xảy ra trên cuộc đời này, đúng không ạ. À? và tiềm thức của các anh chị nó sẽ dẫn các anh chị gặp những cái điều đấy. nhưng mà bản thân các anh chị ý thức mình phải hiểu, mình phải có ý thức. tiềm thức của các anh chị nó thấy ai, nó thấy nó nghe thấy mùi tiền, nó nghe thấy mùi tiền là nó dẫn các anh chị tới. nó không biết đúng sai đâu ạ. À. đúng hay sai là do ý thức các anh chị nhận thức được các chị phải dùng ý thức của mình nhận thức của mình để mình biết rằng là tất cả số tiền mình có được nó chỉ bằng tư duy gốc rễ của mình nhân với giá trị mình trao đi nếu như chỗ nào mà đang kiếm tiền mà không dựa trên giá trị không dựa trên hệ thống niềm tin tư duy thì chỗ đó là gì trước sau cũng bị bể được không các anh chị rõ được chưa nè Thế là anh chị đừng có nghe người ta dụ rằng là qua đây đi qua đây học với tôi đi làm với tôi đi không có cần phải ghi bài không có cần phải chép bài không có cần phải học bài gì hết đó làm một phát là ăn ngay làm một phát là có tiền ngay dạ nếu như có thì cũng là tạm thời đó. quý vị à quý anh chị hiểu chưa ạ hãy nhớ giùm em mà số tiền mình nhận được nó sẽ bằng tư duy gốc rễ mình nhân với giá trị mình trao đi anh chị hiểu lý do tại sao theo ngồi đây theo chỉ cho anh chị từng cái chữ nhỏ xíu không ạ theo đang trao giá trị cho các anh chị Theo muốn thành công thì theo phải giúp cho các anh chị thành công thì giúp cho các anh chị từng cái chữ Theo trang bị cho các anh chị từng cái niềm tin Từng cái thói quen nhỏ nhất Theo phải ráng để mà phải sách khe các anh chị Để mà chuyển đổi cho các anh chị Chỉ cần các anh chị thay đổi được Là coi như là theo đã có kết quả rồi Chỉ cần các anh chị tốt lên là theo đã nhận được quả ngọt rồi theo đâu có khe các anh chị là có vào nhóm rèn luyện chuyên sâu với theo hay không? theo cũng chưa có quan tâm là các anh chị có đi với theo đến bao giờ, theo chưa biết là chỉ cần anh chị còn ngồi ở đây, thì theo sẽ giúp cho các anh chị. Khi nào các anh chị cảm thấy cần thiết, các anh chị có thể rèn luyện chuyên sâu với theo, điều đó theo cũng không chưa có quan tâm, được không các anh chị hiểu không ạ? Và như sao anh chị hiểu được cái điều này? Vậy thì cái công thức để mà các anh chị sử dụng sức mạnh tiềm thức để mà gia tăng lợi nhuận trong công việc, trong cuộc sống hay là trong công việc kinh doanh. Thì các anh chị hãy luôn nhớ dùm theo nó sẽ có 3 bước. Bước thứ nhất là mình phải liên tục yêu cầu cái số tiền mình mong muốn đạt được. Em theo ví dụ là 31 tháng 7 năm 2024. Tôi có mức lợi nhuận là trong tài khoản của tôi. Và cái cái câu nói này nó phải được lặp đi lặp lại nó phải được nhai đi nhai lại hàng trăm lần hàng nghìn lần để nó ăn sâu vào trong tế bào của mình nó ăn sâu vào trong tiềm thức của mình đó là bước thứ nhất bước thứ hai là mình phải liên tục hình dung tưởng tượng đến cái cuộc sống mà mình đã đạt được cái lợi nhuận đó rồi mình khi mà mình có cái lợi nhuận đó mình vui sướng như thế nào mình hạnh phúc ra làm sao mình vui vẻ như thế nào và mình sẽ dùng cái số tiền đó để làm cái gì à, cái ý nghĩa cái ý nghĩa khi mà mình có cái số tiền lợi nhuận đó mình gia tăng cái lợi nhuận đó để vì cái gì vì ai vì ai mà vì ai mình có số tiền đó là vì ai vì gia đình của mình hay là vì con của mình hay là vì cha mẹ của mình hay là vì 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 cái xã hội này vì cái gì nó phải có cái lý do đấy và cái, cái anh chị phải phải sống với cái cảm xúc đấy ngày nào các anh chị cũng phải hình dung đến sáng trưa chiều tối phải khát khao vào phải tập trung vào phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì tiềm thức nó nhớ cái con người bên trong của các anh chị nó mới nhớ nó mới thật sự nhớ và biết là các anh chị đang muốn cái gì ví dụ như các anh chị có một cái thằng đệ tử bây giờ các anh chị giao việc cho nó mà lúc đó thì anh chị nói anh chị nhắc nó còn lúc anh chị nó quên luôn được mà anh chị giao việc cho nó ngày hôm nay ngày mai các anh chị quên anh chị không giao việc cho nó nó có nhớ không ạ à? không nó không có nhớ vì vậy nên là các anh chị hãy luôn nhớ giúp theo anh chị đang có một cái thằng đệ tử ở trong người của mình đó chính là tiềm thức bên trong của các anh chị nhưng mà mình muốn nó phụ giúp cho mình ấy thì mình phải nhắc cho nó nhớ là mình muốn cái gì ngay bây giờ ngay lúc này mong muốn của bạn là mệnh lệnh của tôi mong muốn của bạn là mệnh lệnh của cả vũ trụ này bây giờ bạn muốn cái gì bạn phải nói cho tôi biết giờ muốn cái gì nói đi giờ muốn cái gì viết xuống nói ra đi muốn cái gì ngày 31 tháng 7 năm 2024 tôi có lợi nhuận là ngày 30 tháng 12 năm 2024 tôi có lợi nhuận là trong tài khoản của tôi tôi có dư số tiền là tôi có dư tôi có dư phải luôn luôn dư rồi mà lúc nào cũng dư, tôi luôn dư giả tôi luôn có dư số tiền để tôi làm những điều mà tôi muốn, được không ạ? Và anh chị hãy lặp đi lặp lại đi ạ, à. nó không có phí đâu. Kể từ giây phút này trở về đi, trong đầu các anh chị nuôi bức tranh gì, bức tranh đó sẽ trở thành sự thật. Nên là ngay ngày hôm nay, hãy vẽ cho mình một cái bức tranh tuyệt vời nhất mà mình mong muốn một cái bức tranh về một cái gia đình hạnh phúc thành công khỏe mạnh một cái bức tranh mà mình nhìn vô mình cảm thấy hạnh phúc với nó không cần biết cuộc sống hiện tại các anh chị ra sao hãy vẽ cho mình bức tranh ạ ngoài cái việc mà mình làm việc chăm chỉ thì mình cũng phải biết mơ nữa phải biết mơ về cái cuộc sống mà mình muốn sống. Được chưa các anh chị ơi? Ban đêm mình nằm mơ, ban ngày mình làm việc, được không? Được không? Nửa buổi mình mơ, giờ hành chính mình làm việc, được không? Làm việc thì làm việc nhưng mà phải biết mơ. Cái người ảo tưởng sức mạnh là người nào ạ? À? Đó chính là người ta chỉ biết mơ mà người ta không biết làm việc. Nhưng mà chúng ta khác các anh chị nhé chúng ta biết làm việc và chúng ta biết mơ rõ chưa ạ thiếu một trong hai được không không được thiếu một trong hai là không có được đó em thấy anh ví dụ như anh hiệu à em thấy anh hiệu à, comment cái hình này <laughs> tất cả các anh chị nếu như các anh chị nhìn cái hình này thì cái bức tranh này nó sẽ ghim vô trong đầu của các anh chị một người đàn ông gánh vác cả gia đình cái bức tranh này mà nó ghim vô đầu của anh hiểu thì em nói là cả cuộc đời của anh sẽ phải lam lũ phải cực khổ để mà gánh vác gia đình của anh tại sao phải chọn như thế anh hiểu tại sao anh phải chọn bức tranh này tại sao anh không chọn cả gia đình anh hạnh phúc cái gia đình anh thành công cái gia đình cùng nhau tận hưởng cùng nhau làm việc cùng nhau thành công cùng nhau hạnh phúc mà tại sao anh phải lựa chọn là anh phải đau khổ anh phải cực khổ anh phải phải phải, phải gánh vạ cả gia đình anh hiểu hình dung không buông cái bức ảnh này ra đi hãy chọn cho mình một bức ảnh khác cái bức ảnh mà anh ngồi cùng vợ của mình hai đứa con ngồi kế bên gia đình mình vui vẻ với nhau cùng nhau uống một ly nước ngon ăn một cái trái cây xịn ăn mặc sang trọng và xinh đẹp ở trong một cái ngôi nhà sang trọng có một cái chiếc xe ô tô đi gia đình di chuyển gia đình luôn luôn cười nói vui vẻ với nhau có những cái bữa ăn đồng ấm với nhau có một cái khu vui chơi giải trí cho cả gia đình tại sao anh không chọn bức tranh đó mà lại chọn cái bức ảnh này và nếu như anh chọn bức ảnh này anh nuôi trong tâm trí của anh thì anh hãy nuôi một mình anh thôi đừng có quăng lên cái tin nhắn như thế này đừng có quăng lên mạng xã hội Mắt công nó nó ghi vô trong đầu của tất cả những người khác thì người ta cũng sẽ bị nuôi cái bức ảnh đấy thì cuộc đời của họ bị ám đảm theo giống như anh đúng không ạ tất cả anh chị rõ chưa kế từ giây phút này cho vào đi bất cứ hình ảnh nào xuất hiện trước mặt các anh chị nó đều ghi vào trong đầu các anh chị và tiềm thức của các anh chị nó tưởng các anh chị muốn và nó sẽ giúp cái bức tranh đó trở thành hiện thực anh chị rõ chưa vậy nên là hãy cẩn trọng với bất cứ thứ gì mà nhìn không phải muốn nhìn cái gì là nhìn đâu ạ à. chỉ nhìn cái bức tranh mà mình muốn thôi không phải là muốn để cái gì trong đầu là để đâu ạ à. chỉ để những cái thứ mà mình muốn nó xảy ra trong cuộc đời của mình thôi các anh chị rõ không ạ à? bao nhiêu chị rõ hay comment tôi cực kỳ rõ rồi sau khi mình đã mơ xong rồi đó giấc mơ thì rất đẹp rồi nhưng mà anh chị hãy nhớ số tiền mình có được sẽ bằng tư gốc rễ nhân với giá trị mình trao đi Hãy dành tất cả thời gian mình có để trau dồi tư duy gốc rễ của mình. Và tranh thủ giúp đỡ được mọi người giúp được cái gì thì giúp, mang được giá trị cho ai thì mang. Nếu như mình muốn thành công về tài chính thì mình phải giúp cho nhiều người thành công về tài chính. Nếu như mình muốn khỏe mạnh thì mình phải giúp cho nhiều người khỏe mạnh, nếu mình muốn hạnh phúc thì mình phải giúp cho nhiều người hạnh phúc. Mà em theo đang làm cái điều đấy. Đó là lý do tại sao em luôn truyền lại cái công thức này, câu lạc bộ luôn truyền lại công thức này cho các anh chị. Khi các anh chị là thành viên của nhóm rèn luyện doanh nhân chạm đó vàng, truyền lại cho các anh chị cái công thức để mà các anh chị muốn giúp cho nhiều người thành công, khỏe mạnh và hạnh phúc. Bởi em theo đang rất cần nhiều anh chị có thể phụ giúp cho mình làm những việc này. Thì chỉ có rất nhiều anh chị ngoài kia đang cần cái sự khỏe mạnh, sự thành công, sự hạnh phúc. Mà nếu một mình của theo hoặc là đội nhóm của theo chưa đủ lực lượng để có thể giúp được. Rất 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 cần các anh chị ở đây. Nên là anh chị ở đây hãy học cho mình rèn cho mình để mình nhanh chóng chinh phục cuộc sống thành công khỏe mạnh hạnh phúc và giúp cho thật nhiều người người nữa giúp theo được không ạ dạ cảm ơn các anh chị và đó là cái điều mà tôi muốn nhắn nhủ các anh chị nhớ nhớ giùm em ạ à. sau khi mà mình mơ rồi thì mình hãy nhớ ha số tiền mình có được nó sẽ bằng tư giúp rẻ nhau với giá trị mình trao đi chỉ có thông qua cái công việc kinh doanh thì mình mới mang thật là nhiều giá trị cho người khác được không các anh chị Ví dụ như cái buổi chia sẻ của Theo chỉ có hơn 33 phút như thế này. Theo tin rằng là bất kỳ anh chị ngồi ở đây cũng đều nhận được một cái bài học gì đó, một cái giác ngộ gì đó. Và cuộc sống của các anh chị sẽ lên được tầng cao mới. Hãy kiên định với mục tiêu của mình. Chinh phục nó các anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và đó là những cái bí kíp để giúp cho các anh chị gia tăng được lợi nhuận của mình. Chúc cho các anh chị có thể chinh phục được thành công hãy liên hệ với những người trưởng nhóm của mình để có thể hiểu hơn các anh chị nha và bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần kế tiếp của câu lạc bộ buổi tới ngày hôm nay rất là biết ơn các anh chị